Alo các bạn, nếu ai theo dõi thầy Minh Tuệ và nghe thầy trả lời những câu hỏi, thí dụ như là trước đây thầy tu ở đâu và tại sao thầy không ở chùa tu vân vân. Và thầy dĩ nhiên là thầy không có nói rõ là tu ở tu viện hoặc là chùa nào. Thầy chỉ nói là thầy trước đây thầy tu một thời gian ngắn 5-6 tháng ở Tây Ninh. Và có lúc thầy trả lời câu hỏi là tại sao thầy không tu ở chùa đó nữa. Thì mình cũng có nghe một lần là thầy nói là ở đó thầy thấy không có yên tĩnh, thấy không có bình an cho nên thầy phải đi ra ngoài tu một mình. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe ông chủ trì tu viện Chân Như, tu viện này ở Tây Ninh, nơi mà thầy Minh Tuệ trước đây 5-6 tháng ở đây tu hành. Và khi mà chúng ta xem ông này nói chuyện là chúng ta sẽ biết lý do tại sao thầy Minh Tuệ không thể nào ở đây tu hành đàng hoàng chân chính. Và ông chủ trì mắc hạnh, không phải ông chủ trì mặc hạnh này là nằm trong giáo hội quốc doanh ha, tức là giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là nằm dưới mặt trận Tổ quốc, nằm dưới lãnh đạo của Đảng Cộng sản á. Cho nên ông này chỉ là một cái công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản, tức là ma tăng ha, cũng giống như là ông Thích Trân Quang và mấy ông này là giảng Phật pháp rất là dở hoặc là giảng Phật pháp không đúng, nhưng mà khi mà giảng về Mác Lênin thì mình nghĩ là chắc rất là hay. Sau đây là video xem ông này lăng mạ thầy Thích Minh Tuệ. Và mấy bạn xem, khi mà một người tu chân chánh không thể nào mà có những cái ngôn ngữ như như là ông này. Trước đây thiền sư Thanh Từ nói ông Ma Tăng Chân Quang sẽ đi vào địa ngục, và những ai mà theo những ông Ma Tăng này cũng đi theo vào địa ngục, thì ông mặc hạnh này cũng không có khác gì ha. Gia người ta còn có máu gạo tiền, còn chồng còn vợ còn con còn đi làm, dù không chồng không vợ con cũng non ta làm, chứ không ai mà đi. Còn cha này nó không làm cái gì, giờ làm biếng mà giờ làm thì cực khổ thân, cũng ngồi y bác rồi cũng kiếm ngày bữa ăn cũng ngon mà, đúng không? Khỏi cần làm, chứ không phải muốn bắt mà đi cơ cơ hoài, đi mà để cho trai giòn trai cẩm, hay đi mà để đi cái kiểu mà giống như mình khổ hạnh, nó không đúng. Không phải ngồi tụ năm tụ bảy kéo đi mè cả lũ từ miền Bắc miền Nam, không phải đi cái kiểu mà giống như đi phượt đi chơi, mà mấy ông này nó không làm chủ được cái ăn cái ngủ nữa, còn chứ không phải để mình phải đi làm biếng kiểu đó. Còn giờ mấy ông này mượn y áo làm biếng tránh né sự đời, không? Còn mấy ông này mượn cái y áo của Phật giống như hạnh mà đi, đi kết giải lấy miếng đủ thứ ấy, làm cho giống được cũng đi khất thực, giống chỗ là cũng đi khất thực, nhưng mà ta ôm cái bát sao cũng ôm không có điện, thấy cũng ăn đúng rồi, kế đến là ăn bữa thì cho nó là đúng rồi, không có chuyện tiền bạc cũng là cho là đúng đi. Nhưng mà lại mấy ổng muốn tạo cho mấy ổng một cái là cái danh này không có làm là tất nhiên khỏi cần tu, khỏi cần làm chủ cái ăn cái ngủ, khỏi cần đầu tư mà được người ta chiêm ngưỡng. Ví dụ như giờ quý vị nghĩ đi, ông đi về vậy đó, mà cái ông này là ông hồi đó ông ở trong tu viện khoảng 5-6 tháng, ông không làm chủ được cái ăn cái ngủ, đầu tư không ở được, cho nên buộc ông phải ra ông đi. Mà nếu giờ ra mà theo đại thừa thì trưởng lão nó chỉ cái đúng sai này cũng không được, mà bây giờ đó lại ông chơi ác về cái chỗ đầu tư thì cũng không được, cái ăn thì cho là được đi, nhưng mà cái đầu cư cái ngủ chưa làm được. Ông nói đây là phải làm chủ cái ăn cái ngủ đầu cư đi, nó mới dài. Nhưng mà ông chịu không nổi, bây giờ ông mới ra ông đi, ông đi ông tạo ông phân lắm, giống như là ông thích đi chơi, giống như có những người họ cũng thích đi bộ vậy, đi từ chỗ này chỗ kia lậu đi chơi vậy, cho số cũng nhiều người vậy, nhưng mà không ai làm mất thời gian. Người ta còn có mắc gọn tiền, còn chồng còn vợ còn con còn đi làm, dù không chồng không vợ con cũng non ta làm, chứ không ai mà đi. Còn cha này nó không làm cái gì, giờ làm biếng mà giờ làm thì cực khổ thân, cũng mượn y bác rồi cũng kiếm ngày bữa ăn cũng ngon mà, đúng không? Khỏi cần cần.